cũng đã giành chiến thắng tới gần 40 điểm trước Hà Nội Buffalo khi mà đội bóng này không có Mariel. Boski rất chống chọi với 3 điểm. Một trong hai mã vàng của Michael Trường đã ấn định chiến thắng cho Sài Gòn Heat và đây sẽ là phản công nhanh. Võ Kim Bảng với 2 điểm dễ dàng, đồng cũng đang đi tìm những điểm số đầu tiên và vừa ném trượt là Đậu Trung Kiên. Bóng lắc sổ đi ra ngoài, Roski phát động một tình huống fast break cho Sài Gòn Heat, đường truyền quá hay của Roski cho Tewell và 2 điểm tiếp theo dành cho Quang cũng đã được bình chọn là cầu thủ tâm bình xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng giải năm nay thì anh đã thi đấu ít hơn rất nhiều rồi, đã có một tình huống lỗi điểm và sẽ thêm một pha ném phạt cho Kim Ji-soo. Người vừa phạm lỗi lại đối đầu với nhau. Rất khó khăn. Hiệp một này. Roski Eurostep. Nếu mà Roski thích đánh đổ và được đánh đổ thì tôi tin chắc chắn là mọi thứ đang. Một lần nữa thì Lê Hữu Thành là chủ nhân của đường kiến tạo. Một chút nữa thôi là Đậu Trung Kiên đã có một tình huống đi vào thành công. Arthur Sundberg một tình huống ném 3 chống chải. Hai cầu thủ của Tuchovic đã có một tình huống không hiểu ý nhau. Kim Ji-soo, Roski lại là một tiền ném 3 điểm. Rất nhiều tình huống nỗ lực truyền bóng cho đồng đội không thể ghi điểm thì Roski đã tự mình làm nhiệm vụ đó. Michael Trường một tiếng layup 2 điểm đơn giản dành cho Michael Trường. Pha lên rổ của Vinh Kevy đã đi quá mạnh. Còn Vinh Kevy cần phải về thủ ngay. Lại là Roski, đây là Michael Trường. Cú ném xa tiếp theo và lần này thì Michael cú vượt nhảy tốt của Đậu Trung Kiên nhưng đáng tiếc là pha tip in đó không đủ lực. Roski, Quang Bình được cân vừa vào để xử lý, tuy nhiên anh đã có một tình huống ném rổ không thực sự tốt. Cú lên rổ dường như không có ai có thể cản phá của Roski. Roski không có đường kích ra, Roski đã quyết định đã quá trễ.